Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Suzuki Skyline Scott Silver 2001, một mẫu xe vừa đẹp xịn sò mà mức giá chỉ từ 33 triệu đồng. Suzuki Skyline Scott Silver 2001 là một cái dòng tay ga số cho mình kiểu dáng lực cực kỳ ngầu, đi cùng với đó là những trang bị phục vụ nhu cầu từ đường địa hình, tránh di chuyển ở trong phố. Mình tin chắc khi tìm hiểu kỹ về chiếc xe hôm nay, các bạn sẽ cực kỳ mê mệt hay mấy. Tạo hình thể thao hơn cho cái chiếc Suzuki Skyline Scott Silver 2001 gắn liền với phần ghi đông trần khỏe khoắn. Nó khác hẳn là một cái dòng xe khi lựa chọn tốt cho những anh em thích độ chế. Khi ở đây sẽ được khoe hết nét đẹp của những món đồ chơi thẩm mỹ mà các bạn chuẩn bị nâng cấp. Cái mẫu xe mới này còn được phía nhà Suzuki ưu ái khi trang bị cho cả một cái màn hình LCD hiển thị vô cùng sắc nét. Các thông số như tốc độ, xăng, dạng vân được hiển thị hết sức rõ nét. Hơn nữa, nó còn tích hợp luôn cả một cái mục báo quang bình để người chủ nhân có thể dễ dàng quan sát cái lượng điện ở trong bình ở mức ổn định. Một chi tiết tuy nhỏ nhưng vẫn hiện được cái độ tinh tế của hãng Suzuki. Suzuki Skyline Scott Silver được tích hợp cái bóng halogen cho ánh sáng vàng, hiệu quả là tốt trong những điều kiện sương mù. Và ở đây chúng ta còn thấy em ấy hoàn toàn có hết được cái độ sắc sảo ở từng góc cạnh chiếc xe hôm nay. Nói chung là cũng cực kỳ thon gọn, phù hợp để luồn đất tích hợp trong những đô thị chật hẹp. Cái chiếc xe này còn mang đến một cái dàn chân đầy ắp cái sự chắc chắn, cùng với cái cặp vỏ có thể đáp ứng được nhu cầu đi địa hình lẫn di chuyển vào phố. Quả thật đúng là một cái dòng xe đa dụng. An toàn chân lái được đảm bảo tăng cường với hệ thống thắng đĩa hay một bít phía trước, thắng đùm phía sau. Đặc biệt là bên thắng đùm còn có một hệ thống cảm biến cực kỳ thông minh. Skyline Scott Silver của nhà Suzuki đo tốc độ và auto thông qua một hệ thống cảm biến phía sau, chính xác hơn hẳn so với cái đo dạng odometer bằng dây phía trước. Nguyên nhân khi xe chạy, bánh sau sẽ trực tiếp dẫn động cho nên tốc độ và auto đo đường cái bánh sau sẽ chính xác hơn bánh trước. Với những cái chiếc xe đặt cái dòng odometer ở phía trước sẽ có những sai số lớn hơn. Cái mẫu xe mới này có khoảng sáng gầm lên tới 150m, cho phép di chuyển trong những địa hình như đồi núi nhấp nhô. Cái tổng khối lượng của xe trọn vẹn 994 kg, cực kỳ linh hoạt và dễ dàng điều khiển. Skyline Scott Silver 2001 sở hữu cho mình cái có động cơ mới ESP, viết tắt từ cái chữ Suzuki Eco Performance, có thể sắp xỉ 115cc. Cái team chiếc xe này có một sức mạnh tối đa 9.1 hp, ở ngưỡng mùa tour là 8.000 vòng/phút, mô men sức cực đại 8.5 Nm, tại vòng tour máy 6.000 vòng/phút. Suzuki Skyline Scott Silver 2001 hiện đang được phân phối chính hãng tại trường Philippines, với mức giá rơi vào khoảng tầm 33 triệu đồng quy đổi ra tiền Việt Nam. Hiện chiếc xe này sẽ có 4 màu sắc cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, gồm có đỏ đen, đen, xanh đen và vàng đen. Toàn bộ những màu sắc rất là mạnh mẽ và đầy cá tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký kênh nhớ like, subscribe.